trại bò tư chiến nay ngày 31 tháng 1 năm 2021. Bò về trại gồm có bò bê, phúc kem, vừa bò lỡ rất không? Mời chú bác anh chị các tỉnh gần xa đến trại bò cùng tham khảo á. Những chỗ bày đặt bò bỏ béo thì trại bò có xe nhà giao tận nơi cho quý khách. Con này là con bò bê, bò lỡ. Con Pháp. Hóc kem. Đại bò giá bán là 24.500 là có giá bán. Bò bê hóc kem. Bò hình rất là đẹp. Bò bê con này con bò bê kem bông, bò bông. Bò bê kem. Quá trời cái hình bò, quá trời cái đất. Da mỏng lét. Da mỏng lét nuôi bò 1 năm bán 60 triệu. Bò này giáp năm 60 phải ra gì? Bán 60 dương sức luôn. Bò xương bao lớn. Luôn, bao 60 luôn, xương sắc ở. Vai đừng nách chèo mẹ. Rất là to, hóc kem bò bê. Địa chỉ trại là hướng lộ 19 xã Nhận Phú Tân. Đây là ủy ban xã Nhận Phú Tân. Đây từ Bến Tre, mời chú bác anh chị các tỉnh gần xa đến trại bò xem cùng tham khảo ấy. Thấy chuộng chốt vài cặp bò bỏ béo thì trại bò có xe nhà giao tận nơi cho quý khách. Đầu to ha, mỏ cục lưng nách chà bè luôn. Cái đầu như ông lân luôn. Mình đã tuyển chọn rồi những con mẹ lớn nền sau này bà con nuôi chất lượng thịt đạt rất là cao, xương to đòn dài. Rồi dọn ra lên tâm, lên tâm. Dọn ra, dọn ra, dọn ra. Nếu có thời gian để chạy xem là chốt giá xong mình trở giao tận nơi ha, còn nếu không có điều kiện thời gian đi thì chốt giá xong trở giao cũng được. Hoặc quay Zalo trực tiếp một lần nữa để cho anh em thấy cụ thể hơn ha. Mình quay Zalo. Zalo của trại là 0395168767. Trại bò tư chiến. Nếu ghi trên màn hình là 0979762870. Trại bò tư chiến mới về trại. Nay ngày 31 tháng 1. Sớm mình đăng mấy clip trước mình quên ngày đó, để nay là ngày 1 tháng 2, mình lộn ngày.
hàng bọc hấp này trong mình nó giờ mỗi một con phải 130 kg đáo lên chứ thịt tuột, còn nếu mà tính ký hơi là 240 kg, mỗi một con là 240 kg ký hơi ha, còn nếu mà tính thịt tuột thì 120 kg đáo lên. Cái vai đó mình bao là anh em, là cái vai rất là hở ha, tính từ cái tâm giữa qua bên đây qua bên kia là 4 tấc gai, vai rất là hở, rất chà bè này. Con bò, hai con bò này không thua gì con bò cái bắp, xương sóc rất là to, đầu to ha, lưng đôi, lưng nó có rỗng rồi. Đây. Anh em có dùng mấy dùng mà có xài bò để phối giống á, thì bắt con này mấy ngày ôm để sao mà xài nọc cũng đạt, hình rất là hay, hình thẳng, dậu súng là to ha, súng dài súng to, hình rất là đẹp. Còn con này ba bê hình đòn rất là dài, mình nó cũng chọn rồi vào lấy con. Sáng mai mình tiếp tục về trại là 9 con nữa, gồm có ba bê cơ bắp, pháp kem. Tổng trong trại bò mình ngày mai về là trước sau luôn là gần 30 con bò ha, gần 30 con. Những lô bò về rất là đều. Zalo của trại là 0395168767, trại bò Tư Chiến. Mình em thấy chuộng con nào thì để mình quay Zalo trực tiếp một lần nữa để cho anh em chốt mình thấy cụ thể hơn á. Quay Zalo trực tiếp lần nữa cho thấy cụ thể rồi. Tổng trong bò mình là 2, 3 có 6 bò lỡ với 8 con nhỏ hơn 1 chấm.